Thái Võ xin kính chào quý vị và các bạn. Mới đây thì ở trên một cái trang hội nhóm ở trên Facebook có tên là Hội người Việt tại Canada đã có một cái bài post à, có nghĩa là người ta đã vào Facebook, người ta tham gia vào cái hội nhóm đó và từ đó thì người ta đã đăng ở trên cái trang hội đó và đại khái là à, người này nè, cái bài đăng đó thì đang có ý là họ muốn hỏi một cái sự ý kiến của của ai ạ? À? của cộng đồng người Việt của mình ở nước ngoài. Câu hỏi này thì nhận thấy đó lại có xoay quanh đến cái chuyện tình cảm gia đình giữa Việt kiều ở nước ngoài và những thân nhân của Việt kiều ở Việt Nam. Và câu hỏi thì như thế này quý vị. Chị họ của mình lấy chồng qua Canada làm chủ tiệm nail đã 6 năm mà mỗi tháng chỉ gửi về hỗ trợ cho bố mẹ là 1.500 rưỡi và anh trai hỗ trợ cho anh trai của chị ấy là 300. Coi như là một tháng là chị gửi về 1.800 đô. Gần đây, chị lấy cớ khó khăn cho nên là chị cắt cái phần của anh trai và chỉ chu cấp cho bố mẹ là 1.000. Như vậy, chị ấy có quá tệ bạc hay không? Và thưa quý vị thì ở trên màn hình, quý vị thấy đó là cái bài post đã được ẩn danh. Có lẽ là do một người Việt Nam của mình hiện nay họ đang sống ở việt nam họ là người thân của việt kiều và họ đã đăng ở trên cái trang hội nhóm này quý vị cái câu hỏi là có quá tệ bạc hay không có quá tệ bạc hay không quý vị và trước khi mà thái võ phân tích qua cái chuyện này thái võ cũng xin được à, nói thêm như vậy thì cũng xin thưa với quý vị đó ngay sau khi mà cái bài đăng này đã được đăng ở trên cái trang hội nhóm đó thì cũng đã có rất là nhiều người việt nam của chúng ta nhận thấy là những người sống ở nước ngoài, họ cũng có vào xem, họ cũng có vào họ comment, họ trả lời. Cũng như là à, mọi người ở trang, trên cái trang hội nhóm này thì họ cũng à, bàn tán sôi nổi, cũng y đùng, cũng dữ lắm quý vị. Và ở đây thì Thái Võ cũng xin nêu ra một số cái comment mà người ta đã trả lời. Thì nói như vậy. Trả lời cho câu hỏi đó đó. Qua đó thì có một tài khoản. Thái Võ xin được giấu tên. Đã nói như vậy có người bà con như bạn là đã quá tệ bạc với chị ấy. Ngắn gọn vậy thôi à. Bình luận này thì nhận thấy là à, được nhiều cái sự đồng tình quý vị. Có đến 197 lượt like cũng như là người ta cũng có bài tỏ cảm xúc bằng bằng cái hình mặt cười đó, các kiểu đó. Rồi có một người khác cũng có trả lời à, theo cái ý kiến như vậy. Mình là người dân, không có mắc mớ gì phải nói, nhưng thấy tội cho người chị, người chị ở trong cái ngoặc kép. Thấy tội cho người chị ở bên đây. Ở Việt Nam, mọi người cứ nghĩ là qua đây tiền ở trên trời rơi xuống. Cũng may là có tiệm neo, chứ nếu mà đi làm hãng thử xem. Một năm một ngàn, à, có nghĩa là một năm gửi về một ngàn, chưa biết là có gửi đều hay không. Chuyện mà lo cho cha mẹ là tất nhiên, nhưng mỗi nhà thì mỗi cảnh, đâu có ai biết được. Rồi có một người khác, cũng có bình luận cho cái câu hỏi này. Câu hỏi là có quá tệ bạc hay không? Thì người ta đã nói là không phải tệ mà là xui. Xui vì à xui vì là có người em như bạn. Bình luận này thì nhận được 28 lượt like cũng như là cũng có thả tim rồi cũng có à, click vào cái hình mặt cười, người ta bày tỏ cảm xúc à, như vậy đó quý vị. Và bên cạnh đó thì cũng có người nhận định theo một cái một cái quan điểm khác người ta nói đó nếu mà ngược lại người anh trai mà đang ở Canada mà có tiệm nail không biết là cô em gái có được đồng nào hay không cha mẹ thì không biết là có được 300 một tháng hay không nữa nếu mà được 300 là có phước lắm rồi và bình luận này thì nhận được 11 lượt like quý vị rồi có một người khác cũng nói như vậy bạn ơi Người ta có tay có chân đi làm bạn à. Chị họ à có nghĩa là có nghĩa là cái người mà đăng cái bài này là em họ em họ của cái người chị đang sống ở nước ngoài đang muốn nói tới chị của mình chị họ có nghĩa vụ trợ cấp cho cha mẹ khi bệnh tật già yếu còn người anh trai thì chị ấy không có nghĩa vụ tức là cái bình luận này đang muốn nói là người chị thì sẽ có cái nghĩa vụ là sẽ chu cấp cho cha mẹ chứ không phải là à, phải có cái nghĩa vụ là chu cấp cho cái người anh trai không nên vậy hay là cũng có người cũng cho ý kiến là à, cũng ngắn gọn thôi được vậy là quá ngon rồi qua bên đây người ta cũng đi cài chứ có sướng ít gì đâu và đại khái thì à, đó là những cái bình luận của mọi người trong cái bài đăng này thì tất cả thì à, nhận thấy là người ta đều đang có một cái ý kiến là người ta muốn à, chỉ trích gia đình của cái người chị này quý vị có nghĩa là gia đình của à, chị ấy sống ở việt nam đó người ta đang muốn chỉ trích chỉ trích gia đình của chị và quý vị thấy làm sao ạ? À? Thôi thì để Thái Võ phân tích và mẫu xẻ như thế này. Thực ra đó, gia đình mà, thương không hết đi được. Thương lắm thì mới không dám ăn, không dám xài. Thương lắm thì mới nhín nhút từng đồng, từng cắt, thậm chí là từng sen. Ở nước ngoài thì thường thường nó có mấy cái đồng nhỏ nhỏ như là 25 sen, 50 sen đó quý vị. Nhín nhút bỏ trong cái lon. Thái Võ biết mà. Gom gom lại ha. Coi như là chừng nào mà được một tháng bắt đầu là đổ ra à, cộng lại có được nhiêu tiền rồi đổi ra cái tiền chẳng để mà gửi về cho gia đình bây giờ thấy vợ không có nói chủ tiệm hay là chủ tớ vậy đó hầu như mà ai ở nước ngoài thì cũng đều như vậy hết thực ra đó nghe có thể là à, cái cô chị gái này cũng lâm vào một cái hoàn cảnh gì đó mà à, cũng thực sự khó khăn chứ mà ở đây không phải cớ bọng gì đâu mà nói tới cái chuyện chi phí ở nước ngoài thì thực ra nó như cái sớ táo quân đó rồi lúc này nè gia đình ở việt nam không hiểu thì mới đón mò đón mò là chị ấy à, lấy cái cớ này cớ nọ chứ mà à, không có biết là cái sự thật hư nó ra sao hết và bởi vì sao mà 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 phải đón mò như vậy ạ à? tại vì là cái người chị này nè thì có khi nào mà nói thật cho gia đình biết là à, mình ở bên này mình phải khó khăn như thế này mình phải chi phí như thế kia đâu có khi nào mà nói đâu tiệm thì cũng có lúc cũng làm ăn được mà cũng có lúc ế mà cũng có khi nào mà dám than phiền với người thân đâu nhưng mà nghĩ cũng ngộ quý vị. Ủa sao mà không dám than? Sao mà không dám nói thật à? Nói rồi người thân á, lại nghĩ là Ồ, nhiều khi bà nói rồi bà sợ xin tiền bà, cho nên bà nói vậy. Mà chắc là cũng từng vậy rồi á. Nên là cái chị này nè, chị cũng đã từng, à, cũng có kinh nghiệm ha. Và từ đó thì chị cũng chỉ biết là à, Chị phải lấy cái cớ này, cớ nọ thôi. Chứ mà cũng không biết nói làm sao. Mà nếu mà nói thật á, nếu mà nói thật thì sợ bị giật. Và từ đó thì chị cũng chỉ biết là à, chị phải lấy cái cớ này, cớ nọ thôi. Chứ mà cũng không biết nói làm sao. Mà nếu mà nói thật á, nếu mà nói thật thì sợ bị giận rồi sao? Thiệt là khổ hết sức đi được. Mà ở đời á nghe quý vị. Ở đời nó ngộ như vậy nè. Nhiều khi mình năm thổi mười thì đó, mình không cho là thôi, mình không gửi thì thôi. À. Mà khi mà mình đã cho đều đều rồi tự nhiên, à, cái tháng đó mình cho ít lại một cái là có chuyện liền. Quý vị có công nhận vậy không? Mình đôi khi là thái võ nghĩ gì thái võ nói đó thôi cho nên là nếu mà có nói mà à, cũng chưa đúng đó thì cũng mong là quý vị cũng góp ý thêm thực ra thì đối với gia đình của à, của chị này gia đình của việt kiều sống ở việt nam thái võ chỉ muốn nói tóm tắt ngắn gọn vậy thôi ở việt nam đó mình làm một tháng được 5 triệu đi thì mình à, cũng chi phí là 4 triệu coi như là mình còn dương 1 triệu mình cho cha mình cho mẹ của mình còn ở nước ngoài thì người ta làm à, một tháng thì cũng được 5-7 ngàn. Mà cái con số này thực ra là nó cao á nha. Tiệm nail thì còn được chứ mà, mà. Mà mà làm những cái công việc khác thì đôi khi không được. Không được tới cái con số đó quý vị. Thì một tháng đó. Thí dụ như người ta làm 5-7 ngàn đi. Thì người ta cũng chi phí là 4-5 ngàn. Rồi cái số dư kia người ta làm cái gì? Làm cái gì thì mọi người cũng đã hiểu rồi đó. Ai mình cũng phải đi làm kiếm sống hết á. Rồi ai cũng phải có một cái trách nhiệm là nó như vậy đó mình có mình cho cha cho mẹ của mình, mình cho anh chị em của mình thì vui thì mừng. Còn không có hoặc là đôi khi là là có nhưng mà có ít thì cũng thông cảm đi. đời mà ai cho không ai gì đâu. Mà đã cho là quý lắm rồi. Mình sao mà phải đón già đón non rồi phải làm cho cho buồn lòng nhau vậy? Ai người ta cũng phải lo cho cuộc sống của mình hết á. Mà cớ sao mà phải đặt nặng cái chuyện là à, trách nhiệm này kia trong khi là mình là anh chị em với nhau anh chị em họ thôi cũng còn cái sức khỏe để mà đi làm kiếm sống được mà chứ có phải là bệnh hoạn ốm đau gì đâu mà phải phải lệ thuộc vào à, chị của mình ở nước ngoài là phải gửi về đều đều như vậy có phải không quý vị và nói chung thì ngày hôm nay thái võ chỉ muốn chia sẻ à, đôi điều nó vậy thôi ai nghe và mình cảm thông được đó thì quý vị cũng có thể ủng hộ cho thái võ một like cũng như là mình chia sẻ video này đương nhiên là à, sẽ không có bao quát chung cho tất cả đâu thực ra thì nó chỉ xảy ra trong à, trong một số gia đình trong một số gia đình ở việt nam thôi đôi khi là cái sự tế nhị với nhau à, nó còn kém quá quý vị và bây giờ thái võ cũng không biết nói gì hơn cũng xin cảm ơn và xin cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm đã luôn yêu mến à, đã luôn ủng hộ và lắng nghe hết câu chuyện này thái võ xin chào tạm biệt hẹn gặp lại tất cả bà con cô bác anh chị mình ở những video kế tiếp